Anh chị ơi, chúng ta cùng đi chợ nào. Nắm tay nhau đi chợ anh chị ạ. Cùng vào like với Nhật Lệ Sa Băng nhé anh chị. Sao chờ hoài mà không thấy hát? Tới liền hát liền anh chị ơi. Tuyệt vời quá, cảm ơn cô chú anh chị nhé. Xuống chợ nào. Phi ngựa anh chị. Mặt trời hồng lưng vách núi, lưng lờ làn mây trắng. Con chim gì mà hót vui, vang cả cánh rừng. Vui chân, ta cùng xuống chợ. Bươm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Kìa một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi. Anh vui gì mà sao bay vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chợ. Bươm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Vào lai nào chị. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em. Xuống chợ với em. Ai là chàng trai khôi ngô ghê. Chào chị Thu Hà, chị Hương Hoàng, chị Kim Đào, chị Hoàng Vũ, anh Hoàng Hiệp. Bài gì vậy chị? Ô dòng của chàng hay quá. Ô mà sao chàng hay quá. Đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui. Chân đi bên anh mà chàng nói được gì. Trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Chị Na xin ơi, thấy chị gái hỏi là sao lâu quá không thấy, sao này giờ hôm nay không thấy hát inbox đúng không chị gái? Dạ. Em cảm ơn các anh chị yêu, ngày hôm nay hai em gái có trang phục rất đẹp, đang anh chị đang khen rất là nhiều. Cảm ơn anh chị yêu nhé. Cùng like và chia sẻ cho Nhật Lệ Sa Băng nào anh chị. Kìa những người con gái có nụ cười đẹp quá. Xinh quá. Em vui gì mà líu lo như đàn chim trời. Mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ. Anh đây như mây bên túi đầy thơ. Chào chị Hương nhé, chào anh chị. Chào chị Phạm Hương, chị Thu Trang. Xuống chợ, ngại ngùng gì hỡi em. Xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ với em. Ái là chàng trai khôi ngô ghê. Hay quá chị. Chào anh Kevin, chị Phạm Lan. Ôi, giọng của nàng hãy quá. Mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Chào chân thì ai vâng. Ô chợ của mình vui quá. Ô mà sao chàng hay quá. Đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui. Chân đi bên anh mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Cảm ơn cô chú chị mình chia sẻ thật nhiều nha. Mặt trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng. Chia tay lòng còn vẫn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chợ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy. Trên con đường mòn núi cao, bóng nàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng chàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng người mờ xa. Dạ, đêm huyền diệu, ok Nhi Trần nhá. Chào anh Nguyễn, anh Trần Văn Tùng, chị Nguyễn Thủy nè. Còn bài gì nữa chị ơi, thích bài gì nữa. Cảm ơn chị Na Sinh, chị Trần The, chị Khuyên Bùi.
Cảm ơn anh chị yêu nhá. Hôm nay mặc màu trắng với màu đỏ là hai tông màu cũng vô cùng rực rỡ để dành tặng cho các anh chị ngày cuối tuần phải không ạ? Em chào chị Thanh Nguyễn, em chào chị Hương Hoàng, chị Phạm Hương và rất là nhiều anh chị đang bình luận. Và hôm nay thì nhiều bình luận quá trời rồi anh chị. Nếu mà chúng em có bỏ qua bình luận của anh chị nào thì anh chị đừng giận chúng em nhá. Và chúng ta lên nhạc đi nào. Chào chị Đoàn Huyền nhá. Chào chị gái Đoàn Huyền. Không biết là các anh chị lâu quá không gặp, anh chị có khỏe không ạ? Anh chị mà khỏe rồi anh chị vào chia sẻ rực rỡ nha. Còn ai mà chưa khỏe thì cho phép tụi em gửi lời chúc cho tất cả anh chị nào luôn luôn tràn đầy sức khỏe, luôn luôn tràn đầy niềm vui nhá. Hình như là em thấy là các anh chị bảo là ở ngoài Bắc hình như là đang ấm dần lên phải không anh chị? Thế thì không biết là đã ấm hay chưa, nhưng mà hôm nay chúng em sẽ đan cho anh chị một chiếc khăn gió ấm để gửi tới cho quý vị nha anh chị nhá. Ok, collagen cho anh Đạt Phúc, cảm ơn anh nhiều nhá. Chưa chị Thu Hà ơi, em chưa có thời gian nữa, giờ này em chú tâm bị khô vợ lắm chị. Phiền lắm. Ai là người thương em? Được rồi anh chị ơi, lên nhạc nào. Chào chị Lan, em chào chị nè. Ok chị Đoàn Huyền. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, và em hãy cười nhiều em nhé, và em hãy cười thật bên em để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mơ đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Anh chị nào đã nhận được chiếc khăn gió ấm của chúng em gửi tặng cho anh chị chưa ạ? Nhận được rồi, chúng ta bình luận gì đó đi nào anh chị ơi. Thấy cái khăn màu đỏ hơi bị ấm thôi nha anh chị. Khăn trắng hay là khăn đỏ cũng đẹp hết và cũng ấm hết đúng không anh chị? Sao từ từ màu đỏ mà là màu nóng quá, nó sẽ làm cho người ta cảm giác nó ấm hơn. Em đang cho miền Bắc, còn chị đang cho miền Nam, bởi vì miền Nam nóng quá nên là chị phải đang một chiếc khăn nào lạnh lạnh đúng không chị Băng? Chị dệt quạt, chị xếp quạt đó, quạt cho mát. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ lôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của em ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Này có thể một cái bạn này nữa. Nhiều bạn lắm. Khổ lắm, khổ tâm lắm. Cảm ơn anh chị yêu nhá. Cảm ơn anh Bạch Quỳnh này, chị Lê Phượng, anh Minh Vũ, chị Nguyễn Phương, chị Thúy Nhi. Rất nhiều anh chị. Cảm ơn chị Phạm Loan nha, chị An Khang này, Nguyễn Lung, chị Vi Vi Phạm. Nghe ấm lòng quá đúng không? Cảm ơn chị Hiền Nguyễn. Mami Ma. Cảm ơn chị nữa anh chị ơi. Phương Thảo, cảm ơn chú Tuấn Hồng nha anh chị ơi. Lên bài hát đi anh chị. Hello, hát bài hát luôn đi. Cảm ơn chị Kiều Dung nhé, cảm ơn chị Phương Thảo. Đúng rồi, hôm nay có màu đỏ rực rỡ và màu trắng của sự tinh khôi baby. Ok, chị Bùi Duyên, 4 hộp tăng cân cho chị gái nhé. Mộc Đà, mấy âm lịch nhỉ? Mùng mấy hôm nay cũng có trăng. Trăng đẹp hay là trăng không đẹp, chúng ta cũng đi ngắm trăng đi anh chị ơi. Tòng Phu ok ạ. Ok, chị Vân Dung uống tiếp một hộp nữa đi chị. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Không có nha chị Hậu Nguyễn ơi. Rồi một ngày em bỗng đi qua,
sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo gió mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Chân thành còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cùng tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim em đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người đem tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đem đủ vui đắm say. Cành hồng trao tay đến tay, dần dần nghe tiếng ngất ngây. Tình này cho em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi trăng đừng tan soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm lễ nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình ai. Cảm ơn Thiên Tâm, Vân Nguyễn Hữu Nghĩa, chị Na Sinh, chị Hòa Vũ. Chia sẻ được rõ nha chị nhá, được bao nhiêu vân được chia sẻ đó anh chị ơi. Nói là nhắc là cái lực chia sẻ cho tụi em mừng cái nè. Cảm ơn anh chị, bỏ kính ra xem anh chị nhìn thấy đeo kính như là không đeo kính bảo em nhá. Cảm ơn anh chị, có vòng cổ mới các anh chị yêu. Mấy tỷ đấy chị. Đúng rồi, sắp tới quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3. Đây là dân cái dịp này là các anh trai bày tỏ tình cảm với người phụ nữ của mình đi. Mua quà nha chị nhá. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Chân thành còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã cho anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người đêm tình yêu dưới trăng, thấm thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cành hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao anh thề mãi không bao giờ phai. Ước chi trăng đêm tàn soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng yên lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Phố xa đêm đông người đêm tình yêu dưới trăng, thấm thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Tình hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao anh thề mãi không bao giờ phai. Ước chi trăng đêm tan soi tình yêu chúng ta, bác anh chị. Những ánh sao băng qua trời xin lặng yên lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Có anh chị có lo gen để số điện thoại anh chị ơi. Cảm ơn chị Thanh Tâm, chị Nhung Trần. Cái nhân cái dịp 8 tháng 3 là anh trai có thể tặng collagen cho người phụ nữ của mình nè. Những người phụ nữ thân quen quen biết gì, nếu là phụ nữ mình có điều kiện mình tặng hết nha chị nhá. Tại là quốc tế phụ nữ mà anh chị ha, ngày tôn vinh của những người phụ nữ trên toàn thế giới. Có thể là chúng ta mua nước hoa tặng kèm cho người, tặng cho người phụ nữ đó, hoặc là có thể tặng collagen rồi tặng kem body rồi đó anh chị. Còn mặt người phụ nữ đó hơi gầy, gầy quá được còn hẳn hơn 200 like đấy chị Băng này. Đó các anh chị ơi, các anh chị đừng quên like nhá. Vừa nãy là hơn 600, bây giờ lên hơn 800 like rồi này anh chị. Đó, mỗi người chúng ta góp một like thôi là hai em gái vui rồi này anh chị này. Cảm ơn chị Hiền, chị Ngọc Tuyết. Dạ, các anh chị vừa vỗ tay hả anh chị ơi? Sao vỗ tay to quá trời rồi anh chị. Cảm ơn những chàng vỗ tay của anh chị nha. Vỗ tay xuyên màn hình luôn anh chị. Chúng ta cứ để số điện thoại, nếu còn chống nắng thì chúng ta được chốt. Bởi vì chống nắng là em nghĩ là cháy hàng. Nhưng mà nếu chị nào gọi là những người may mắn cuối cùng, cầm được những tuyết chống nắng cuối cùng thì anh chị sẽ may mắn, chúng ta cứ để số điện thoại đi nha. Ok chị Ngân nhá, cảm ơn chị. Hoa Nguyên ở này đổi avatar rồi chị gái. Dạ, cảm ơn chị Hoa Nguyên nhá. Chị là một cô gái rất là gọi là ngày nào cũng xem like của bộ DC Beauty. Và đặc biệt là chị cũng đang tin dùng collagen của bên em. Không thể rời mắt khỏi hai em. Cảm ơn chị Hiền nhá. Cảm ơn chị Trần The này, anh Nguyễn David này. Ok các anh chị. Có phải hoa tím bằng lăng trong đây hả? Hoa bằng lăng chứ nhỉ? Anh ơi, anh bình luận hoa tím bằng lăng nhưng mà em bấm bài hoa bằng lăng nhé, sorry anh. Kêu ủa sao trong đây bấm bao nhiêu lâu nay mình đâu có thấy nó có bài đó. Mình trêu anh ý một tí đi, sao băng. Chơi bài hoa bằng lăng đi chị ơi. Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui nào anh chị.
Bốc lên nào anh chị. Hôm nay mặc màu đỏ mà không vực rỡ là hơi phí anh chị ơi. Chào chị Tô Trăng Tống nha, chị Thường Đinh. Bơi luôn hả chị? Vận động viên bơi lội toàn quốc này. Nhà bên đang đón dâu, dồn tiếng cười vui, cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, mỗi cô là sen thôi chị. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Xây máu chưa anh chị ơi? Gửi em người Hà Tĩnh bài này không biết thì chị Lường Nhung ơi, chắc là biết á, em thì em bó tay rồi. Chào chị Hương Nguyễn nha anh chị ơi. Wow, lên hơn 1000 cảm xúc rồi kìa anh chị. Bấm mất ngờ một nút nữa đi anh chị ơi. Lên 2k cảm xúc đầu tiên đi nào anh chị nào. Anh chị nhớ chia sẻ nha. Ở một vài lượt chia sẻ ủng hộ Sao Băng và Nhật Lệ với anh chị ơi. Love you. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đan với ai. Em giờ đây nỡ quên mối tình thờ âu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Đường tím bằng lăng ạ, ok chị gái, cảm ơn chị. Hôm nay lại đón dâu tối rồi. Tối rồi còn đón dâu anh chị nhờ. Đón buổi tối. Có nhiều người đón buổi khuya á. Đúng rồi, người ta xem giờ á chị. Giờ đã tốt, đã đón thôi chị ạ. Vui thế nào chị ơi, vui thế nào. Không vui vì quá vui. Không vui là không vệ. 24 tuổi cũng uống được đó chị ơi. Chị Hoa Nguyễn đây uống được rồi đấy chị. Thì sao em đêm nay ok yeah. Chào anh Hiệp nhá, chào chị Đặng Hàng. Đừng sao em đêm nay ok. Một là nó có bài đường tím bằng lăng, hai là có hoa bằng lăng. Chứ lẽ lại có bài hoa tím bằng lăng. Em kêu ủa tại sao có cái bài này ta. Đường tím bằng lăng đúng không chị? Em đang ngồi suy nghĩ thôi chứ mày không biết bài này thôi cho lẹ hát. Chứ mình đâu có biết cái bài đó. Tình ơi sao có câu. Câu gì nặng. Đời làm bể dâu. Đúng rồi. Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Lên nào. Em giờ vui áo hoa, nhìn em lòng đau xót xa, xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá. Tôi và em trắng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nỗi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo so với băng. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dị vãng. Thôi thì tôi chúc băng duyên trầu cau đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Nguyễn Dương ơi, ôi tình xưa đã phai. Có chị ơi, số điện thoại nào. Nay bàn tay lệ đan với ai à? Chưa. Em giờ đây đã quên nơi tình thơ ấu. Thôi đành ôm đớn đau cho người vui tròn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Chị Nguyễn Dương ơi, đang giảm giá nhiều cho chị này. 2.550.000 đồng giảm giá còn 1.680.000 đồng. Để số điện thoại liền chị ơi. Em màu trắng rồi đây. Màu trắng em vừa xịt đây. Đâu rồi? Đây. Đây là cho màu đen.
2.550.000 và bây giờ đang có chương trình giảm giá còn 1.680.000, 100 mil nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Pháp nha chị nhá, ba tầng hương. Yeah. Ok chị gái Nguyễn Dương, và chai màu trắng là dành cho bên em còn thì sẽ giao cho mình nhé chị gái nhé. Còn nếu mà không còn nữa thì thôi, sorry chị gái yêu ha. Mình okay. cứ để lại số điện thoại để chị Hoàng Vinh nhé. Và bây giờ chúng em bơi với các anh chị, còn các anh chị nào muốn bơi chúng em thì anh chị cứ để số điện thoại, chúng ta bơi cùng nhau nha. Ok. Úi giời, chà 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 đấy anh chị ạ. Nghe bài này nhớ đám cưới anh chị ạ. Này em chỉ nghe người ta hát đâu. Bơi đi Sa Bang ơi, không sao đâu, có em hỗ trợ chị. Quăng cho em cái phao anh chị. Quăng phao cho chúng em đi. Từ miền Nam em ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miền Dương, em ra đón chàng với cả yêu thương. Hay quá. Này ngựa ô kiệu vàng anh khấm, xuân sao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, băng qua núi đồi cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyên ly chung tình. Quan họ người ơi, tương tư mà chìm sâu, sẽ chỉ luôn kiếm thiếp theo chàng từ lâu. Áo bay ai đã qua cầu, ai đã qua cầu, quan họ người ơi, tương tư mà chìm sâu, đến hẹn lại lên thiếp thương chàng một phen. Gió đưa bông lúa trên đồng, thương nhau lý tơ hồng. Chào chị Hoàng Nguyễn, cảm ơn chị Trang, bơi chuẩn quá hả chị Vinh. Bơi đúng đường bơi cho anh chị, đúng đường bay. May quá, tại vì hai tụi em sinh ra và lớn lên ở gần vùng biển. Chúng em bay đúng đường bay đây anh chị, không có chệch đường bay nha. Từ miền Nam chúng em ngược ra Bắc với các anh chị. À, xong rồi các anh chị từ Bắc lại ngược vào Nam với chúng em. Từ miền Nam em bơi ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng ăn khớm, sông sao câu hò điều lý mớ nàng ơi, băng qua núi đồi cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyên lấy chung tình. Quan họ người ơi, tương chim sâu sẽ chỉ luôn kim thiếp thương chàng từ lâu. Áo bay ai đã qua cầu, đôi mình duyên tình đậm sâu. Quan họ người ơi, tương tư mà chim sâu, đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen. Gió thấy có tàu quan họ người ơi á, ai mà hát quan họ như này cũng có thể đấy chị, mà quan họ mà cha cha cha. Quan họ nào mà có cha cha. Anh chị, bài này là của vùng miền nào vậy các anh chị ơi? Bởi vì chúng em nhiều khi hát cũng không biết á, nhưng mà em thấy nghe có quan họ người ơi, em nghĩ là của Bắc Ninh à? À không phải à chị? Dạ.
Cái bài này á, là em thấy là họ hát theo cái kiểu mà dân ca miền Nam, xong rồi một người Nam với người Bắc á, rồi rap lại thành một bài này á. Ok anh chị, bài này thì ở đám cưới người ta hay hát anh chị. Hay quá, đỏ trắng ơi, hôm nay các anh chị không gọi lệ băng nữa, gọi đỏ trắng luôn. Chào chị Loan, em chào chị. Nhiều các anh chị kiểu là chúng em nhìn gọi là nhìn thấy một cái là biết anh chị xem liền à. Nên là đôi khi trong đầu mình cứ nghĩ là mình chào anh chị rồi. Thật đó anh chị. Tại vì cũng ít nhất thì cũng 3 đến 4 mũi, anh chị thông cảm nha anh chị. Dạ, ơi. Mới có mấy mũi thôi. Cái chị Vân Lê, hai sữa rửa mặt, tặng thêm một sữa rửa mặt và trừ cho chị 50.000 đồng, tính ra có 450 cho 3 tuyếp ha. Và sữa rửa mặt bên em thì có 3 chức năng: làm sạch này, dưỡng ẩm và ngăn ngừa mụn, cho nên là các chị gái này mình cũng không nên bỏ qua cái sản phẩm này. Nó vừa cấp ẩm cho làn da của mình, vừa ngăn ngừa mụn cho làn da của mình thì không có gì bằng anh chị ha. 250 một tuyếp, mua 2 tặng 1, trừ 50.000 đồng nữa, còn có 450 cho 3 tuyếp, tính ra còn có 150 tuyếp, còn miễn phí giao hàng. Tại sao không mua, để lại số điện thoại liền anh chị nha. Dạ, bài này là bài dân, gọi là dân ca đúng không anh chị nhỉ? Cảm ơn anh chị yêu nhá. Collagen thì chúng ta cứ lên số điện thoại, chúng em nghỉ một tí sau đó hát tiếp nha chị Nhiên nhá. Bây giờ thì chắc là chúng em phải dừng một chút để giới thiệu sản phẩm cho các anh chị, bởi vì hát từ đầu giờ hơn tiếng rồi đúng không ạ? Cảm ơn anh chị đã lắng nghe chúng em từ vừa nãy đến giờ và cho chúng em xin một vài phút nha. Ok, cảm ơn chị Phương Thảo, chị Anh Nguyễn, David. Ok, cái tăng cân chị Nancy Đàm ơi, em chào chị gái yêu ha. Sữa rửa mặt đây nè chị gái ơi, 250 một tuyếp, mua 2 tặng 1 và trừ cho chị gái 50.000 đồng thì còn có 450 cho 3 tuyếp, tính ra còn có 150 một tuyếp thôi. Trời, mình để lại số luôn. Điện thoại giúp em nha anh chị nha. Anh chị ơi, gần 3k thì anh chị cả sao lên view ghê dữ vậy anh chị ơi. Anh chị chia sẻ nhiều dữ anh chị. Cảm ơn anh chị yêu nhá. Nếu lên 3k hát tiếp này anh chị này. Nếu lên 3k hát bài gì sao băng? Bài gì? Lên 3k hát bài gì anh chị, hay là 2,8 rồi kìa? Bài lên luôn em ơi. Lại bài gì ạ? Một đêm say hay là bài em say rồi hay cái gì ta? Bởi vì lên 3... Ôi giời, chết rồi, 3k sao băng ơi. Vừa nói câu lên 3k hát tiếp rồi anh chị lên 3k thì không hát thì hơi buồn anh chị. Thôi cố hát bài nữa nha sao băng nhé. 8x à? 8x như okay. Bài vừa nãy nhá. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nhá. Mong một ngày cắt đấy. Cắt mất wow. Rồi. Bài là bài tìm gì? Lại nỗi nhớ, cái gì nỗi nhớ cô, cái gì nơi, cô đơn à? Cứ nỗi nhớ nơi cô đơn một cổ, cái gì nơi con tim à, nỗi nhớ nơi con tim mồ côi. Ok, hứa với anh chị 3x 8x phải hát nha anh chị nha. Bây giờ chúng ta hát bài này cho các anh chị yêu nghe, bởi vì các anh chị chia sẻ cho chúng em nhiều nên là bài này vâng của chúng chị rất là nhiều. Cả thế giới em dành hết cho người ta, họ chẳng trân trọng. Ngoài 30 thanh xuân chẳng còn, nhưng lối đi mòn đâu còn đường cho em. Ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn, giống như em trăng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tấm thân em chịu đọa đây, nét kiêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em giờ như màn đêm u tối, đớn đau em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Mới này nhớ giờ quên hết tiết tấu luôn. Em quên rồi, em hát sai rồi. Không sao, mới lại lần nữa nào. Cảm ơn chị Thanh Bùi, ok chị Phượng có số nha. Đúng rồi chị ơi, thích là phải lên liền số điện thoại, như vậy là tuyệt vời nha chị. Ngoài rồi, đâu phải nằm ngay 30 đâu chị Phượng. 34 rồi. Cả thế giới em dành hết cho người ta, họ chẳng trân trọng. Ngoài 30 thanh xuân chẳng còn, nhưng lối đi mòn đâu còn đường cho em. Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn, giống như em thơ trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tấm thân em chịu đọa đầy, nét kiêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em giờ như màn đêm u tối, đớn đau em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai.
một ai đó thôi. Còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Bởi thanh xuân em chẳng còn giống như em thơ trắng tròn. Chẳng cần bận tâm cuộc sống chồng con. Thân thân em chịu đọa đầy nét kiêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em giờ như màn đêm mơ tối. Đắn đau em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Đắn đau em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Em nè. Ờ, chiều em nhớ má. Ok. Chào chị Thu Hà, chị Hương Hoàng, chị Kim Đào, chị Hoàng Vũ, anh Hoàng Hiệp. Bài gì vậy anh chị? Ô dòng của chàng hay quá. Ô mà sao chàng hay quá. Đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui chân đi bên anh. Mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Chị Na xin ơi, thấy chị gái hỏi là sao lâu quá không thấy. Chào này giờ hôm nay không thấy hát trong inbox đúng không chị gái? Dạ. Em cảm ơn các anh chị yêu. Ngày hôm nay hai em gái có trang phục rất đẹp, đang anh chị đang khen rất là nhiều. Cảm ơn anh chị yêu nhé. Cùng like và chia sẻ cho Nhân Lệ Cho Băng nào anh chị. Kìa những người con gái có nụ cười đẹp quá. Xinh quá. Vui gì mà líu lo như đàn chim trời. Mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ. Anh đây như mây bên túi đầy thơ. Chào chị Hương nhé, chào anh chị. Chào chị Phạm Hương, chị Thu Trang. Xuống chợ, xuống chợ, ngại ngùng gì hỡi em. Xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ với em. Ái là chàng trai khôi ngô ghê. Hay quá chị. Chào anh Kevin, chị Phạm Lan. Ôi dòng của nàng hay quá. Oh, mà sao nàng xinh quá. Màu xanh tím đỏ nhảy nhót trong mắt em. Chân đi bên em mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Chờ chân thì ai vâng. Ô chờ của mình vui quá. Ô mà sao chàng hay quá. Đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vội chân đi bên anh. Mà chàng nói được gì. Trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Cô chú chị mình chia sẻ thật nhiều nha. Mặt trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng. Chia tay lòng còn vẫn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy. Trên con đường mòn núi cao, bóng nàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng chàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng người mơ. Đêm huyền diệu, ok Nhi Trần nha. Chào anh Nguyễn, anh Trần Văn Tùng, chị Nguyễn Thủy nha. Còn bài gì nữa chị ơi, thích bài gì nữa? Cảm ơn chị Na Sinh, chị Trần The, chị Khuyên Bùi. Cảm ơn anh chị yêu nhá. Hôm nay mặc màu trắng với màu đỏ là hai tông màu cũng vô cùng rực rỡ để dành tặng cho các anh chị ngày cuối tuần phải không ạ? Em chào chị Thanh Nguyễn, em chào chị Hương Hoàng, chị Phạm Hương và rất là nhiều anh chị đang bình luận. Và hôm nay thì nhiều bình luận quá trời rồi anh chị. Nếu mà chúng em có bỏ qua bình luận của anh chị nào thì anh chị đừng giận chúng em nhá. Và chúng ta lên nhạc đi nào. Chào chị Đoàn Huyền nhá. Chào chị gái Đoàn Huyền. Không biết là các anh chị lâu quá không gặp, anh chị có khỏe không ạ? Anh chị mà khỏe rồi anh chị vào chia sẻ rực rỡ nha. Còn ai mà chưa khỏe thì cho phép tụi em gửi lời chúc cho tất cả anh chị nào luôn luôn tràn đầy sức khỏe, luôn luôn tràn đầy niềm vui nhá. Hình như là em thấy là các anh chị bảo là ở ngoài Bắc hình như là đang ấm dần lên phải không anh chị? Thế thì không biết là đã ấm hay chưa, nhưng mà hôm nay chúng em sẽ đan cho anh chị một chiếc khăn gió ấm để gửi tới cho quý vị nha anh chị nhá. Ok, collagen cho anh Đạt Phúc, cảm ơn anh nhiều nhá.
chưa chị Thu Hà ơi, em chưa có thời gian nữa. Giờ này em chú tâm bị cover lắm chị, phiền lắm. Dạ. Ai là người thương em? Được rồi anh chị ơi, lên nhạc nào. Chào chị Lan, em chào chị nè. Ok chị Đoàn Huyền. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm. Và em hãy cười nhiều em nhé, và em hãy cười thật bên em, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mơ đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Anh chị nào đã nhận được chiếc khăn gió ấm của chúng em gửi tặng cho anh chị chưa ạ? Nhận được rồi, chúng ta bình luận gì đó đi nào anh chị ơi. Thấy cái khăn màu đỏ hơi bị ấm thôi nha anh chị. Khăn trắng hay là khăn đỏ cũng đẹp hết và cũng ấm hết đúng không anh chị? Sao từ từ màu đỏ mà là màu nóng á, sẽ làm cho người ta cảm giác nó ấm hơn. Em đang cho miền Bắc, còn chị đang cho miền Nam. Bởi vì miền Nam nóng quá nên là chị phải đang một chiếc khăn nào lạnh lạnh đúng không chị Vân? Chị dệt quạt, chị xếp quạt đó, quạt cho mát. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ lôn em môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của em ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Này có thể một cái bạn này nữa. Nhiều bạn lắm. Khổ lắm, khổ tâm lắm. Cảm ơn anh chị yêu nhá. Cảm ơn anh Bạch Quỳnh này, chị Lê Phượng, anh Minh Vũ, chị Nguyễn Phương, chị Thúy Nhi. Rất nhiều anh chị. Cảm ơn chị Phạm Loan nha, chị An Khang này, Nguyễn Lung, chị Vi Vi Phạm. Nghe ấm lòng quá đúng không? Cảm ơn chị Hiền Nguyễn. Mami Ma. Cảm ơn chị nữa chị ơi. Phương Thảo, cảm ơn chú Tuấn Hồng nha anh chị ơi. Lên bài hát anh chị. Hello, hát bài hát luôn đi. Cảm ơn chị Kiều Dung nhé, cảm ơn chị Phương Thảo. Đúng rồi, hôm nay có màu đỏ rực rỡ và màu trắng của sự tinh khôi baby. Ok, chị Bùi Duyên, 4 hộp tăng cân cho chị gái nhé. Mộc Đà. Mấy âm lịch nhỉ? Mùng mấy hôm nay cũng có trăng. Trăng đẹp hay là trăng không đẹp, chúng ta cũng đi ngắm trăng đi anh chị ơi. Tòng Phu ok ạ. Ok, chị Vân Dung uống tiếp vào hộp nữa đi chị. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Không có nha chị Hậu Nguyễn ơi. Rồi một ngày em bỗng đi qua, rơi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo gió mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Chân thành. Còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim em đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đem tình yêu dưới trời.
đây, tình này cho em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đừng tan soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm lễ nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình ai? Woo! Cảm ơn Thiên Tâm, Vân Nguyễn Hữu Nghĩa, chị Na Sinh, chị Hòa Vũ. Chia sẻ được rõ nha chị nhá, được bao nhiêu quên lực chia sẻ đó anh chị ơi. Nói là nhắc là cái lực chia sẻ cho tụi em mừng cái này. Cảm ơn anh chị, bỏ kính ra xem anh chị nhìn thấy đeo kính như là không đeo kính bảo em nhá. Cảm ơn anh chị, có vòng cổ mới các anh chị yêu. Mấy tỷ đấy chị. Đúng rồi, sắp đến quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3. Cho là dân cái dịp này là các anh trai bày tỏ tình cảm với người phụ nữ của mình đi. Mua quà nha chị nhá. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã cho anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người đêm, tình yêu dưới trăng. Thấm thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cành hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao anh thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đêm tan soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng yên lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Phố xa đêm đông người đêm, tình yêu dối trá. Thấm thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Tình hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao anh thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đêm tan soi tình yêu chúng ta, bác anh chị. Những ánh sao băng qua trời xin lặng yên lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Yeah, hay quá anh chị, có lao gen để số điện thoại anh chị ơi. Cảm ơn chị Thanh Tâm, chị Nhung Trần. Nhân cái dịp 8 tháng 3 là các anh trai có thể tặng collagen cho người phụ nữ của mình nè. Những người phụ nữ thân quen, quen biết gì, nếu là phụ nữ mình có điều kiện mình tặng hết nha chị nhá. Tại là quốc tế phụ nữ mà anh chị ha. Ngày tôn vinh của những người phụ nữ trên toàn thế giới. Có thể là chúng ta mua nước hoa tặng kèm cho người, tặng cho người phụ nữ đó, hoặc là có thể tặng collagen rồi tặng kem body rồi đó anh chị. Còn mặt người phụ nữ đó hơi gầy, gầy quá. Được hẳn hẳn hơn 200 like đấy chị Băng này. Đó các anh chị ơi, các anh chị đừng quên like nhá. Vừa nãy là hơn 600, bây giờ lên hơn 800 like rồi này anh chị. Đó, mỗi người chúng ta góp một like thôi là hai em gái vui rồi này anh chị này. Dạ, các anh chị vừa vỗ tay hả anh chị ơi? Sao vỗ tay to quá trời rồi anh chị? Cảm ơn những chàng vỗ tay của anh chị nha. Vỗ tay xuyên màn hình luôn anh chị. Chúng ta cứ để số điện thoại, nếu còn chống nắng thì chúng ta được chốt. Bởi vì chống nắng là em nghĩ là cháy hàng. Nhưng mà nếu chị nào gọi là những người may mắn cuối cùng, cầm được những tiết chống nắng cuối cùng thì anh chị sẽ may mắn, chúng ta cứ để số điện thoại đi nha. Ok chị Ngân nhá, cảm ơn chị. Lên thôi chị ơi. Lần nào biết xa làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sống sống là bao, nào đó được đâu. Nguyên ở này đổi avatar rồi chị gái. Dạ, yeah, cảm ơn chị Hoa Nguyên nhá. Chị là một cô gái rất là gọi là ngày nào cũng xem like của bộ DC Beauty. Và đặc biệt là chị cũng đang tin dùng collagen của bên em. Không thể rời mắt khỏi hai em. Cảm ơn chị Hiền nhá. Cảm ơn chị Trần The này, anh Nguyễn David này. Ok các anh chị. Có phải hoa tím bằng lăng trong đây hả? Hoa bằng lăng chưa nhỉ? Anh ơi, anh bình luận hoa tím bằng lăng nhưng mà em bấm bài hoa bằng lăng nhé, sorry anh. Kêu ủa sao trong đây bấm bao nhiêu lâu nay mình đâu có thấy nó có bài đó. Mình trêu anh ý một tí đi, chào băng. Chơi bài hoa bằng lăng đi chị ơi. Nhà bên đang đón dâu ruột tiếng cười vui nào anh chị. Bốc lên nào anh chị. Hôm nay mặc màu đỏ mà không vực rỡ là hơi phí anh chị ơi. Chào chị Tô Trăng Tống nha, chị Thường Đinh. Bơi luôn hả chị? Vận động viên bơi lội toàn quốc này. Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui, cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, mỗi cô là giang thôi chị. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân.
máu chưa anh chị ơi? Gửi em người Hà Tĩnh bài này không biết thì chị Lường Nhung ơi. Chắc Lệ biết á, em thì em bó tay à. Chào chị Hương Nguyễn nha anh chị ơi. Wow, lên hơn 1000 cảm xúc rồi kìa anh chị. Bấm mất ngờ một nút nữa đi anh chị ơi. Lên 2k cảm xúc đầu tiên đi nào anh chị nào. Anh chị nhớ chia sẻ nha. Ở một vài lượt chia sẻ ủng hộ sau bằng Nhật Lệ với anh chị ơi. Love you. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đan với ai. Em giờ đây đã quên mối tình thờ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Đường tím bằng lăng à, ok chị gái, cảm ơn chị. Hôm nay lại đón dâu tối rồi. Tối rồi còn đón dâu anh chị nhờ. Đón buổi tối. Có nhiều người đón buổi khuya á. Đúng rồi. Người ta xem giờ á chị. Giờ đã tốt, đã đón thôi chị ạ. Vui thế nào chị ơi, vui thế nào. Không vui vì quá vui. Không vui là không vui. 24 tuổi cũng uống được đó chị ơi. Chị Hoa Nguyễn đây uống được rồi đấy chị. Thì sao em đêm nay ok yeah. Chào anh Hiệp nhá, chào chị Đặng Hàng. Đừng sao em đêm nay ok. Một là nó có bài đường tím bằng lăng, hai là có hoa bằng lăng. Chứ Lệ lại có bài hoa tím bằng lăng. Em cho ủa tại sao có cái bài này ta. Đường tím bằng lăng đúng không chị. Em đang ngồi suy nghĩ thôi chứ mình không biết bài này thôi cho Lệ hát. Chứ mình đâu có biết cái bài đó. Tình ơi sao có câu. Câu gì nặng. Đời làm bể dâu. Đúng rồi. Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Lên nào. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá. Tôi và em trắng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nỗi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo so với băng. Phải không? Bao ngày thơ đã qua chỉ là dị vãng. Thôi thì tôi chúc băng duyên trầu cau đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Nguyễn Dương ơi. Ôi tình xưa đã phai. Có chị ơi, số điện thoại nào. Nay bàn tay Lệ đan với ai à? Chưa. Em giờ đây đã quên nơi tình thơ ấu. Thôi đành ôm đớn đau cho người vui tròn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Chị Nguyễn Dương ơi, đang giảm giá nhiều cho chị này. 2.550.000 đồng giảm giá còn 1.680.000 đồng. Để số điện thoại liền chị ơi. Em màu trắng rồi. Màu trắng em vừa xịt đây. Đâu rồi? Đây. Đây là cái màu đen 2.550.000. Và bây giờ đang có chương trình giảm giá còn 1.680.000. 100ml nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Pháp nha chị nhá. 3 tầng hương yeah. Ok chị gái Nguyễn Dương. Và trái màu trắng là dành cho bên em còn thì sẽ giao cho mình nhé chị gái nhá. Còn nếu mà không còn nữa thì thôi sorry chị gái yêu ha. Mình okay. Cứ để lại số điện thoại để chị Hoàng Vinh nhá. Và bây giờ chúng em bơi với các anh chị. Còn các anh chị nào muốn bơi chúng em thì anh chị cứ để số điện thoại. Chúng ta bơi cùng nhau nha. Ok. Úi dồi, chà 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 đấy anh chị ạ. Nghe bài này nhớ đám cưới anh chị ạ. Này em chỉ nghe người ta hát thôi. Bơi đi chào bà ơi, không sao đâu. Có em hỗ trợ chị. Quăng cho em cái phao anh chị. Quăng phao cho chúng em đi. Từ miền Nam em ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chính dòng sông, mang
lòng con trai miệng giường, em ra đón chàng với cả yêu thương. Hay quá. Này ngựa ô kiệu vàng anh khấm, xuân sao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, băng qua núi đồi cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyên ly chung tình. Hoan hò người ơi tương tư mà chìm sâu, sẽ chỉ luôn kim thiếp theo chàng từ lâu. Áo bay, áo bay, ai đã qua cầu, ai đã qua cầu, đôi mình, đôi mình, duyên tình đậm sâu. Chào chị Hoàng Nguyễn. Cảm ơn chị Trang. Bơi chuẩn quá hả chị Vy? Bơi đúng đường bơi cho anh chị, đúng đường. May quá nào. Tại vì hai tụi em sinh ra và lớn lên ở gần vùng biển. Chúng em bay đúng đường bay đây anh chị, không có chệch đường bay nha. Từ miền Nam chúng em ngược ra Bắc với các anh chị à, xong rồi các anh chị từ Bắc lại ngược vào Nam với chúng em. Từ miền Nam em bơi ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng anh khấm, sông sao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, băng qua núi đồi cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyên lấy chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chim sâu, sẽ chỉ luôn kim thiếp thương chàng từ lâu. Áo bay, ai đã qua cầu, đôi mình duyên tình đậm sâu. Chàng một phen gió đường, gió đường, bông lúa trên đồng, bông lúa trên đồng, thương nhau lý tơ hồng, tơ hồng, quan họ người ơi, quan họ người ơi, tơ hồng, ngựa ngựa. Bài này có phải quan họ không vậy chị? Dân ca mà. Có phải dân ca quan họ không chị? No. Không phải à? Bởi vì em thấy có tờ quan họ người ơi á. Ai mà hát quan họ như này? Cũng có thể đấy chị. Quan họ mà cha cha cha. Quan họ nào mà có cha cha. Anh chị, bài này là của vùng miền nào vậy các anh chị ơi? Bởi vì chúng em nhiều khi hát cũng không biết á. Nhưng mà em thấy nghe có quan họ người ơi, em nghĩ là của Bắc Ninh à? À không phải à chị? Dạ. Yeah. Cái bài này á, là em thấy là hát theo cái kiểu mà dân ca miền Nam, xong rồi một người Nam với người Bắc á, rồi rap lại thành một bài này á. Ok anh chị, bài này thì ở đám cưới người ta hay hát anh chị. Hay quá, đỏ trắng ơi, hôm nay các anh chị không gọi lệ băng nữa, gọi đỏ trắng luôn. Chào chị Loan, em chào chị. Nhiều các anh chị kiểu là chúng em nhìn gọi là nhìn thấy một cái là biết anh chị xem liền à. Nên là đôi khi trong đầu mình cứ nghĩ là mình chào anh chị rồi. Thật đó anh chị. Tại vì cũng ít nhất thì cũng 3 đến 4 mũi anh chị thông cảm nha anh chị. Dạ, ơi. Mới có mấy mũi thôi. Cái chị Vân Lê, hai sữa rửa mặt, tặng thêm một sữa rửa mặt và trừ cho chị 50.000 đồng, tính ra có 450 cho bà tiếp ha. Và sữa rửa mặt bên em thì có 3 chức năng: làm sạch này, dưỡng ẩm và ngăn ngừa mụn, cho nên là các chị gái này mình cũng không nên bỏ qua cái sản phẩm này. Nó vừa cấp ẩm cho làn da của mình, vừa ngăn ngừa mụn cho làn da của mình thì không có gì bằng anh chị ha. 250 một tuýp, mua 2 tặng 1, trừ 50.000 đồng nữa, còn có 450 cho 3 tuýp, tính ra còn có 150 tuýp, còn miễn phí giao hàng. Tại sao không mua, để lại số điện thoại liền anh chị nha. Dạ, bài này là bài dân gọi là dân ca đúng không anh chị nhỉ? Cảm ơn anh chị yêu nhá. Collagen thì chúng ta cứ lên số điện thoại. Chúng em nghỉ một tí sau đó hát tiếp nha chị Nhiên nhá. Bây giờ thì chắc là chúng em phải dừng một chút để giới thiệu sản phẩm cho các anh chị, bởi vì hát từ đầu giờ hơn tiếng rồi. Đúng không ạ? Cảm ơn anh chị đã lắng nghe chúng em từ vừa nãy giờ và cho chúng em xin một vài phút nha. Ok, cảm ơn chị Phương Thảo, chị Anh Nguyễn, David. Ok,
cái tăng cân. Chị Nancy Đàm ơi, em chào chị gái yêu ha. Cái sữa rửa mặt đây nè chị gái ơi, 250 một tiếp, mua 2 tặng 1, và trừ cho chị gái 50.000 đồng thì còn có 450 cho 3 tiếp, tính ra còn có 150 một tiếp thôi. Mình để lại số điện thoại giúp em nha anh chị nha. Anh chị ơi, gần 3k thì anh chị cả sao lên view ghê dữ vậy anh chị ơi. Anh chị chia sẻ nhiều dữ anh chị. Cảm ơn anh chị yêu nhá. Nếu lên 3k hát tiếp anh chị này. Lên 3k hát bài gì sao băng? Bài gì? Lên 3k hát bài gì anh chị, hay là 2,8 rồi kìa? Bài lên luôn em ơi. Lại bài gì ạ? Một đêm say hay là bài em say rồi hay cái gì ta? Bởi vì lên bão rồi. Chết 3k sao băng ơi. Vừa nói câu lên 3k hát tiếp rồi anh chị lên 3k thì không hát thì hơi buồn anh chị. Thôi cố hát bài nữa nha sao băng nhé. 8x đi. 8x à? 8x như bài vừa nãy nhá. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nhá. Mong một ngày cắt đấy. Mất rồi, cắt mất wow. Rồi. Bài là bài tìm gì? Lại nỗi nhớ. Cái gì nỗi nhớ cô, cái gì nơi, cô đơn à? Cứ nỗi nhớ nơi cô đơn mồ côi, cái gì nơi con tim. Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi. Ok. Hứa với anh chị 3x 8x phải hát nha anh chị nha. Bây giờ chúng ta hát bài này cho các anh chị yêu nghe, bởi vì các anh chị chia sẻ cho chúng em nhiều nên là bài này rất là nhiều. Cả thế giới em dành hết cho người ta, họ chẳng trân trọng. Ngoài 30 thanh xuân chẳng còn, nhưng lối đi mòn đâu còn đường cho em. Nước ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em trăng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trông con. Tấm thân em chịu đọa đây, nét kiêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em giờ như màn đêm u tối. Đớn đau em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Mới này nhớ giờ quên hết tiết tấu luôn. Em quên rồi, em hát sai rồi. Không sao, mới lại lần nữa nào. Cảm ơn chị Thanh Bùi, ok chị Phượng có số nha. Đúng rồi chị ơi, thích là phải lên liền số điện thoại, như vậy là tuyệt vời chị. Ngoài rồi, đâu phải nằm ngay 30 đâu chị Phượng. 34 rồi. Cả thế giới em dành hết cho người ta, họ chẳng trân trọng. Ngoài 30 thanh xuân chẳng còn, nhưng lối đi mòn đâu còn đường cho em. Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em thua trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trông con. Tấm thân em chịu đọa đầy nét kiêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em giờ như màn đêm u tối. Đắn đau em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Nửa thế giới em gặp một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Bởi thanh xuân em chẳng còn giống như em thua trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trông con. Tấm thân em chịu đọa đầy nét kiêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em giờ như màn đêm mơ tối. Đắn đau em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Đắn đau em phải một mình gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Có em nè chị, có em nè. chiều em nhớ má.